Cô tự chỉnh đây mạnh thì cháu thái tròn to chuẩn hát cho người nữa đó. Cho cánh chằn để thấy mạnh. Thực tế mấy cô làm hai trứng cũng không sao cả, nhưng mà nó sẽ không đẹp cái gì chúng ta trang trí đâu. Không phải em đẹp về cái bánh đâu. Đúng rồi, vì cái bánh nó vừa ăn một trứng mà, tại sao chúng ta làm hai trứng? À dạ, bữa qua dĩa hai trứng, thì bữa nay cũng hai trứng dĩa. Xuống qua đi, một người ăn đó cô. Bao nhiêu người ăn ý là họ đây mình trứng mình làm. Đi bộ phải giữ đi. Ây da, đó. Đúng rồi nè, cô làm chính xác. Rồi, từ từ đưa cái chén qua đã. Rồi mới rút cái muỗng ra. Rồi, ok, nãy giờ nó ngò giữa chưa. Đó, quá đẹp luôn. Ây da, khi nó sâu rồi nha. Rồi mình có thể nặng được cái hộp luôn. À, nặng tự quán đúng không? À, do cái vòng xoáy quán lại. Họ kêu xấu che tốt khoe. Lát nữa cái nào mà xù xì là mình ấp vào trong cái bánh mì á, mình để cái mặt láng ra ngon, đúng không? Yeah, okay. Đó, thì cô chỉ cần chờ chín thôi, đúng không? Mấy phút thôi. Cái này mấy phút được chín thôi. Khoảng cái này khoảng 1 phút hả? 1 phút rồi. Rồi đẹp đó, được, ok, rồi thằng cô vớt đi, rồi cô bỏ qua bên từ chiến rồi, bỏ một bên trái rồi đây chưa rối không kìa giá như là để lau bếp đây cô, không bị sơ. Chào giá cho đi. Chào biến giá thôi. Kịch lên được bộ con này. Bây giờ. Rồi để ráo nước xong là mình để qua một bên. Đúng đẹp rồi đó. Từ từ cái đã cho con gái. Rồi bắt đầu mình lật qua nè. Ấp lên. Cái ta này. Đổ mạnh vô đây. Ấp được không phải? Được. Đó. Đúng rồi, còn sống ở trong trứng chằn chứ không phải bánh mì trồng trứng. Bánh mì là ăn kèm thôi. Rồi ok, xong rồi. Đây, cái sản phẩm là phải kèm như thế này. Rồi trứng đi Phương. Rồi đáng ra đi. Đưa trứng công Phương hả? Úp vô đây nè, úp cái bánh mì vô cái đã. Rồi lật ngược ra lấy bàn tay. Rồi, hãy ra. Cái gì bỏ lên? Cái gì bỏ lên? Bỏ lên cho nướng cho ăn cho ngon. Hôm qua mình lưu luôn quá. Tưng lên là được không ta? Tưng lên là được không không? Không, hắn cái lòng trắng nó đục lại là được. Đục lại. Ví dụ như mình không thấy bỏ, mình có thể đưa cái bó xuống đây nè. Mình vớt mà cái dạ mình năng lên xíu để mình nhìn. Nha. À, còn nếu mà thầy quan cô mát rồi thì thôi.
cầm cái cây. Má bánh mì thích thầy ăn. Dạ, tại chắc đó là anh đang xuống biết anh Hải, bữa con có nhà anh Hải. Rồi. Giải cùng giải cho bé nữa. Giải này. Hay người ta vô đâu cái là giấy trẻ đó kìa, là giấy trẻ thế. Trứng trần, bún trứng trần. Con trứng trần đó, trứng trần để cho đây. Rồi khi khi mà con đổ mạnh tay đi, không sao hết. Đúng rồi, ô quá đẹp luôn. Rồi bây giờ con làm đi, con làm đi, con ước con cũng làm hẳn thôi. Sao mà niên đi lẫn ngã được? Để nuốt, rồi được chưa? Để cái tay vào đây nè. Gặp ngược lại hả anh ta? Bánh mì nữa. Rồi, ok. Bánh mì. Bánh mì. Không có nóng tay đúng không ạ? Cái mặt này xấu đúng không? Rồi, ta đưa bánh mì vô. Sáng giáo lại, anh chạy tay. Có nhiều bữa đi lấy bữa đi nhiều lắm. Đâu đâu? Đặt đưa vô đây rồi, con làm cái gì? Đúng, con ấp ấp ba cái tặng sản. Được chưa? Mày à, đẹp không? Quá đẹp luôn, bỏ vô đây. Bỏ đây. Nước sôi, nước sôi còn đổ xí giấm nữa. Rồi con lái bánh mì đi ngay cần cái gì rồi. Được chưa? Đó, đẹp không? Con đã trên cái mặt đen như này. Mình lặn qua đây. Trừ xương bà đó kìa. Được chưa? Đưa cái mặt xấu nè. Đưa mặt đẹp lên. Cái này bánh mì được không bạn? Đúng rồi à. Dạ, dạ, được con. Còn một phần ba nào hết được rồi. Rồi bật 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 bếp lên. Cẩn thận thôi, lấy bị dán mà đẹp. Bật bếp lên Hà Na, bật bếp lên đấy chứ. Bật bếp cái game thông ba á gì. Bật cái này lên rồi bật bếp coi. Đây đưa được đặt thật luôn này cho. Rồi bị em ơi. Đập. Qua wow, rồi chân ta cái mốt lại rồi. Đây là trứng đẹp rồi đó. Chờ nước sôi nữa cái đổ vô. Có dòng sói ở giữa là đổ vô là được. Đổ được chưa? Rồi đổ chắc cái đổ vô giữa rồi, đổ vô anh nằm ở giữa. Đổ chưa? Coi chừng á đừng đụng nước sôi đó, đừng xích xích rồi sử dụng. Nước sôi không cọ nữa đâu. Rồi được rồi này vậy. Rồi đổ vô. Ôi, tụi lo sai chưa đủ. Sai chưa đủ. À, đừng đi từ cái trứng thôi. À, nước quá nè. Nhỏ lửa. Nhỏ lửa. Cồ luôn á. Là kiếm giấy bỏ giấy ra đây cho mấy cái bỏ đây. Đừng đụng với từ cái trứng. Nó tìm tái. Chưa lấy. Dắt lấy cho kia dắt. Đưa ra dắt mà. Đó cái bên đó. Dắt hết luôn, dắt hết toàn nước gặp cái gì. Đó. Đi đi chờ xí xí đừng rung đi trong rô xí đã. Đi trong rô nước xí chạy. À, đi rô một phút rô. Rồi, ok. Đâu đổ qua nó đây. Đó, không được. Đó, cái mặt xấu nữa là không dấn. Rồi, đây bánh mì. Chữa lại cái trận đẹp này ha. Là bánh mì rồi và ốc này bánh mì chờ hỗ trợ hành thật được hỗ trợ bánh mì cho đủ ập miếng bánh mì lên đó con dở ra lớp giấy bây giờ nhập vô rồi đó đây ập đây. Rồi.
ta cứng hét đi ngủ. Rồi em thử luôn được không? Ngon không? Mày ăn luôn đi. Được rồi, ok, bỏ vô đĩa. Đĩa đây. Em luôn đi, lùng bán luôn đó. Rồi thì chị vào vô lùng luôn. Bạn nhiều tấm sái là gì? Đó. Dòng vô giữa, dòng vô giữa, dòng vô giữa. Dạ, không phá bồ đưa lại. Đúc, đúc mũ. Được. Được á, đứng 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 đứng. Rồi, rửa làm tự cầu rồi, được á. Cho lửa, lửa á. Để chẳng đâm nữa, cái rừng lên. Làm quán con một, làm mất. Mì ổ và đưa giống mà cho mấy con quà ăn đi chứ. Trong một phút là được phong. Đứng đây nè. Tùy theo người chính sống mà chứ không phải giỡn mồm. Cái chủ chính là thêm xí nữa. Chính là thêm một thêm xí nữa còn mà người sống rồi. Coi như đây là ok rồi đó. Rồi anh làm xong cái đây rồi. Xem xin nữa này. Lồm nên tôi biết sao đây tự mình lồm nang chứ. Sau khi bắt đầu nhậu nhậu đi nè. Sái đây nữa rồi. Thôi nằm cái đèn này ha. Một nhiều vỡ một lần chứ không. Không còn mình là. Ốp lại đi. Để mặn ta vô nó sắp chết luôn. Đây còn nữa. Đổ nó đeo. Ờ, tự trả cái lần chúng như đó. Rồi. Mở ra lấy phân mì. Dây. Lấy phân mì. Bị sáo rồi, bị nó bị sáo rồi. Bỏ luôn. Đúng rồi. 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 Đúng màu mai đây phải. Rồi ok đây. Từ từ thôi. Đó có xin ra sẽ lắp cho đúng vừa luôn. Thích ăn cay một tí cho nên là mình có vị chiên. Chút hôm nay bức tranh trứng của ông bánh mì. Hôm qua đã mình làm trứng ôm lết rồi, giờ hôm nay là gì? Đây là bị sốt nữa rất lâu. Anh làm miếng cái rau, làm miếng cái rau từ lâu vậy. Thịt lắm từ đây là. Em một loại à. Này có một cái đĩa là ok. Thứ là em giàu được thì. Em không giàu đi. Em giàu. Dành cho những người là uống bia. Một...
Thôi đổi tiêu luôn. Giờ có ít rau thơm nữa.